Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Ban Nội chính Trung ương đã cho biết thêm thông tin về vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, một số trung tâm đăng kiểm. Theo Ban Nội chính Trung ương, hành vi vi phạm pháp luật trong đăng vừa qua không phải là tham nhũng vặt mà có hệ thống, tổ chức quy mô lớn. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án là có tổ chức, phân công, phối hợp chặt chẽ nên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương quyết định đưa vào diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ vụ án này. Đây là chuyên án quan trọng của lực lượng công an nhân dân, thể hiện sự quyết liệt, quả thượng tôn pháp luật cho công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thưa quý vị, đến thời điểm này đã cho tạm dừng hoạt động 33 trung tâm đăng kiểm tại 13 tỉnh thành phố phục vụ công tác điều tra. Trong đó Hà Nội có 11 trung tâm, như vậy hiện trên địa bàn chỉ còn 20 trung tâm hoạt động. Cuối năm, nhu cầu phương tiện đi đăng kiểm tăng cao, hàng loạt trung tâm bị tạm dừng hoạt động khiến cho các phương tiện rất vất vả. Ấy không ít trung tâm, các phương tiện phải xếp hàng dài, chủ phương tiện chờ lấy số kiểm định 2 đến 3 giờ sáng. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn thành phố, chủ động bố trí hợp lý nhân lực để làm thêm thời gian, kể cả ngày nghỉ để đáp ứng nhu cầu kiểm định xe. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Công an về phương án giải tỏa ùn tắc tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc. Trong đó có đề xuất các trạm đăng kiểm đang bị đóng cửa được tạm thời hoạt động trở lại. Vâng, thưa quý vị, nhiều đường bay khăn vé Tết đã được các hãng hàng không tăng thêm chuyến, chủ yếu bay vào giờ ban đêm và rạng sáng. Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh Vinh đã được các hãng hàng không mở bán thêm vé trong những ngày từ ngày 25 đến 29 tháng Chạp. Cục Hàng không Việt Nam cho biết tốc độ mua vé rất nhanh nên lượng vé hiển thị trên hệ thống nhanh chóng cạn dần, đặc biệt là vào ngày cao điểm ngày 27-28 tháng Chạp được khách hàng mua nhiều nhất. Tính đến ngày 11 tháng 1, một số chặng bay có tỷ lệ đặt chỗ trên 90-100% và các ngày sát Tết. Có chặng một số ngày đã kín chỗ. Các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa, Hải Phòng một số ngày đã hết sạch chuyến. Chặng bay đi Quy Nhơn, Huế, Đà Nẵng tỷ lệ hết chỗ cũng lên tới 99%. Chỉ còn vài chỗ trong các ngày trước Tết với giá vé đắt đỏ. Thưa quý vị, phân xưởng bị sự cố của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cơ bản đã khắc phục xong, sẽ vận hành trở lại chậm nhất vào ngày 15 tháng 1 và sau từ 3 đến 4 ngày sẽ đạt 100% công suất. Thông tin này được lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn, đơn vị quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cho biết. Sự cố rò rỉ tại khớp nối giãn nở nhiệt của phân xưởng cracking xúc tác tầng sôi từ cuối tháng 12 năm 2022 khiến sản lượng xăng dầu cung ứng từ nhà máy này giảm khoảng từ 20 đến 25% so với kế hoạch. Theo Bộ Công Thương, sự cố của nhà máy tuy không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu, gây khó khăn trong quá trình điều hành thị trường xăng dầu của cơ quan quản lý nhà nước. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao nước ta đã thông tin về việc Tòa hình sự tối cao Vương quốc Anh đã ra phán quyết về ông Ronan Hill, người đứng đầu đường dây vận chuyển người bất hợp pháp liên quan tới vụ 39 người Việt tử nạn trong xe tải ở Anh. Theo đó, ông Hill đang thụ án tù 20 năm và sẽ bị tịch thu tài sản trị giá hơn 180.000 bảng Anh để bồi thường cho gia đình các nạn nhân người Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao, đây chỉ là cái quyết định pháp lý ban đầu. Việc thực thi phán quyết có thể có nhiều phức tạp và đòi hỏi thời gian xử lý tương đối dài theo trình tự của pháp luật Anh. Nếu ông Hill không thực hiện phán quyết về việc bồi thường cho các nạn nhân, thì hình phạt sẽ tăng thêm 2 năm tù giam. Bộ đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng của Anh, theo dõi sát vụ việc, cập nhật thông tin, sẵn sàng triển khai các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam. Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 12 tháng 1 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trong khuôn khổ chuyến thăm Canada đầu tiên của ông Kishida với tư cách là người đứng đầu chính phủ Nhật Bản. Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định sức mạnh của quan hệ đối tác chiến lược giữa Canada và Nhật Bản, cũng như cam kết chung đối với một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, mở và bao trùm. Hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ để phát triển kinh tế, củng cố hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ và tăng cường an ninh khu vực thông qua chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương được công bố gần đây của Canada và chiến lược an ninh quốc gia của Nhật Bản. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm liên kết địa chính trị giữa Nhật Bản và Canada có xu hướng gắn bó hơn. Ông Kishida cho biết khí đốt tự nhiên hóa lỏng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng của Nhật Bản. Thưa quý vị, Bộ Lao động Mỹ ngày 12 tháng 1 công bố số liệu cho thấy lạm phát giá tiêu dùng tại nước này trong tháng 12 năm 2022 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một năm qua. Đây là dấu hiệu cho thấy điều tồi tệ của tình trạng tăng giá quá nóng có thể đã qua.
Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 6,5% trong tháng 12 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Đây cũng là tháng đầu tiên trong hơn 2 năm rưỡi qua CPI quay đầu giảm. Tuy nhiên, lạm phát hiện vẫn cao hơn nhiều so với mức mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed là 2%. Sức ép giá tiêu dùng đã được giảm bớt nhờ chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh nhất của Fed kể từ những năm 1980 và nhờ tình trạng gián đoạn các chuỗi cung ứng đã được giải quyết. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 1, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc thông báo nước này đã trợ cấp 6,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương với hơn 960 triệu đô la Mỹ cho những người gặp khó khăn nhằm giảm những tác động của lạm phát. Và theo ủy ban trên, khoảng 200 triệu suất hỗ trợ đã được phân bổ trong năm 2022. Trung Quốc cũng đã điều chỉnh cơ chế trợ giá để hỗ trợ tài chính cho những cộng đồng dễ bị tổn thương trong bối cảnh lạm phát, đồng thời mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách, hạ thấp các tiêu chuẩn xét duyệt đối tượng được hưởng trợ cấp. Năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc tăng 2% so với năm 2021 và nằm trong ngưỡng mục tiêu là khoảng 3% một năm. Giới chức Trung Quốc cũng cho biết chính sách kích thích tiền tệ vào năm 2023 ít nhất sẽ mạnh như năm ngoái và sẽ tập trung vào việc hỗ trợ nhu cầu trong nước. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa ban bố cảnh báo về việc sử dụng hai loại siro ho của Ấn Độ được cho là nguyên nhân khiến ít 20 trẻ nhỏ tử vong tại Uzbekistan. Ngày 11 tháng 1, WHO nêu rõ hai loại siro nói trên do công ty công nghệ sinh học Marion Biotech của Ấn Độ sản xuất, không đạt tiêu chuẩn, không đảm bảo an toàn, đặc biệt là đối với trẻ em do có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc gây tử vong. Kết quả phân tích các mẫu siro tại các phòng kiểm định chất lượng của Uzbekistan cho thấy lượng hoạt chất độc hại diethylene glycol hoặc ethylene glycol ở mức không thể chấp nhận được. WHO cho biết thêm cả hai sản phẩm này có thể đã được cấp phép lưu hành ở các quốc gia khác trong khu vực. Chúng cũng có thể đã được phân phối thông qua các thị trường không chính thức đến các quốc gia hoặc khu vực khác. Marion Biotech hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Thưa quý vị, chứng hay quên thường xuất hiện phổ biến ở người cao tuổi. Tuy nhiên, trong cuộc sống nhiều áp lực như hiện nay thì số người mắc bệnh đãng trí cũng ngày càng tăng lên, trong đó có không ít người trẻ tuổi, dẫn tới giảm hiệu quả trong học tập, làm việc và thậm chí là gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trước tình trạng đó, một nhà phát minh 83 tuổi đã sáng chế ra máy chống quên, mà theo ông chia sẻ, thiết bị này không chỉ hỗ trợ cho chính ông mà còn cứu sống được mạng người trong nhiều trường hợp. Ở tuổi 83, ông Bert Fertel là một trong những nhà phát minh lớn tuổi nhất tại triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới CES 2023 diễn ra tại Mỹ. Máy chống quên, sáng chế của ông được giới thiệu tại triển lãm, không hào nhoáng hay được quảng bá rầm rộ như nhiều sản phẩm công nghệ khác. Tuy nhiên, thiết bị này có thể cứu sống nhiều người. Mệt mỏi vì thường xuyên để quên điện thoại trong xe và chỉ nhớ ra khi về đến căn hộ của mình, ông Fertel quyết định sáng tạo ra thiết bị có thể giải quyết tình trạng này. Đó là cách mà máy chống quên ra đời. Máy chống quên là một hệ thống nhắc nhở. Ví dụ như khi bạn rời khỏi xe, đừng bỏ lại những thứ quan trọng. Đã rất nhiều lần tôi để quên điện thoại trong xe, bỏ lỡ nhiều cuộc gọi. Máy chống quên có hai dạng. Một là thiết bị kết nối với máy tính trên ô tô và một thiết bị phát hiện chuyển động được đặt trước cửa nhà. Thiết bị cảnh báo âm thanh trong ô tô phát hiện động cơ đang tắt. Sau đó một giọng nói được ghi âm sẽ nhắc người dùng đừng quên chìa khóa, điện thoại di động hay trẻ nhỏ nằm trong xe. Các lệnh có thể được tùy chỉnh. Điều tương tự cũng xảy ra với thiết bị đặt ở nhà khi mọi người đi ra ngoài. Đã có nhiều phát minh trước đó của tôi hoạt động hiệu quả và mọi người có thể dễ dàng sử dụng. Còn sáng chế mới này, gồm thiết bị trong ô tô và thiết bị phát hiện chuyển động tại nhà, sẽ hoạt động phức tạp hơn một chút nên tôi sẽ đầu tư phát triển hệ thống nhiều hơn nữa. Trong khi tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện để sản phẩm của mình phổ biến hơn trên thị trường, ông Fertel đã phát triển một ứng dụng chống quên, hoạt động bằng cảnh báo giọng nói và đã có sẵn để tải về cho cả hai hệ điều hành là iOS và Android.